không có quyết đoán, còn đắn đo. Còn gì tính thiếu quyết đoán trong tình yêu? Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em chưa có một mối tình nào cả. Em chưa có một mối tình nào cả. Thiệt không vậy? Trời ơi! Lý do là em tập trung vào công việc và em không có nhu cầu có bạn trai. Không có nhu cầu có bạn trai. Em thích rất nhiều người, gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy. Và cũng có khá nhiều người thích em. Nhưng em có quan điểm như thế này là yêu nhau á, em rất là sợ cái người, một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó. Nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia bạn muốn hẹn hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa? Em mong muốn điều này từ năm 2017. Có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không? Vâng, thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời. Quá vui đúng em, không? Em không muốn đi một mình nữa. Chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi, vâng. Nghe. Chào chị. Chào em. Trời ơi. Em quen quen ấy ha. Em với chị Vân thì gặp nhau cũng khoảng 2-3 lần. Có chương trình Xuân Phát Tài. Đó đúng rồi. Em đó. Cũng làm tóc cho các nghệ sĩ ở trong đó. Đúng rồi đó. Bởi vì chị nói chị nhìn em là chị thấy quen quen. Mà em thấy cái bạn bên đây nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Đi phượt một mình. Em chỉ sợ là cá tính hơn em. Mời nhà trai. Rồi chàng trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu đi nào. Xin chào anh bạn nam cùng chơi với em hôm nay. Xin chào hai MC và các quý vị khán giả. Em là Vũ Thị Loan, 29 tuổi, đến từ Quỳnh Lưu, Nghệ An và hiện đang làm việc ở một công ty về thực phẩm. Em sống ở Tân Phú. Ở Tân Phú và làm việc ở quận 3. Bạn nam có nghe rõ không ạ? Em nghe rõ rồi ạ. À, thế là thuộc lý lịch rồi nhá. Thuộc. Rồi. Mình giới thiệu cho bên kia nghe luôn đi em. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1987, ở tại Hà Nam. Khi học tập và lập nghiệp thì tại Hà Nội. Em làm công việc gì? Hiện tại thì em có mở một cái salon cắt tóc nam.vn và quản lý hệ thống đấy thì được 10 năm nay rồi. Ồ, giỏi nha. Đây là lần thứ tư chương trình gửi 10 lời tham gia cho em. Năm 2017 thì chương trình có mời em đi 3 lần, nhưng lúc đó thì em chuyển công tác ra Hà Nội sống, mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh được nửa năm nay. Có nghĩa là chương trình mời chứ em đăng ký chứ. Em đăng ký chứ đúng không? Dạ vâng. Và đây là lần thứ ba rồi. Thứ tư. Ồ. Ba lần trước thì không có tham gia. Ồ, vậy là định mệnh rồi. Vậy là duyên đấy. Định mệnh. Không phải là duyên luôn, Linh ơi, định mệnh luôn. Định mệnh luôn. Còn bạn nam thì sao? Có phải là lần thứ tư không? Em thì là lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình. Tại vì là cũng đến tuổi lập gia đình. Xong là cứ xem cái chương trình trên YouTube thấy hay quá. Mình bảo là thôi, có khi là mình đăng ký để tham gia chương trình. Mời nhà gái giới thiệu về ưu khuyết điểm của mình. Em là một người rất là năng động và nhiều năng lượng. Luôn tìm tòi sự mới mẻ và làm cho bản thân có nhiều trải nghiệm hơn và tiến bộ hơn ấy. Còn về nhược điểm thì em khá là tập trung trong công việc. Khi mà đói hay là buồn ngủ thì em dễ cáu gắt với người khác. Nếu mà có điều gì đấy mà xảy ra không đúng thì em dễ thể hiện cái sự nóng nảy. Còn một điểm nữa là cái liên quan đến sở thích của em. Em là một người thích du lịch, thích du lịch bụi. Đi phượt đó phải không? Vâng, em đi khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam với xe máy một mình và đi sang Campuchia. Và rất là cái sở thích của em là được đi tới nhiều nơi và khám phá. Em dám đi phượt mà một mình á. Vâng, và em đi giữa Hà Nội và Sài Gòn bằng xe máy 3 lần rồi. 3 lần luôn? Wow, bạn này cá tính quá. 2014, 2017 và 2020. Wow. Mời nhà trai, ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Từ ngày sinh viên ấy, thì em có một cái sở trường rất đặc biệt là em viết kịch bản game show. Thiên về nghệ thuật rồi đó. Dạ vâng ạ, em học là học quản lý văn hóa nghệ thuật của Đại học Văn hóa Hà Nội. Có nghĩa là em học cũng về nghệ thuật, nhưng bên em học là để có thể là quản lý chứ không phải học để biểu diễn. Rồi, em hiểu rồi, học quản lý văn hóa nghệ thuật. Dạ vâng. Thì em có khuyết điểm gì không? Người ngoài Bắc thì người ta nói là con trai thì hơi gia trưởng. Thì em là trong cái không phải là gia trưởng mà em kỹ tính. Và người nào mà làm không được có gọn gàng sạch sẽ thì mình luôn nhắc nhở người ta làm theo để giống mình. Với cái nghề của em phải chỉnh chu ha, phải kỹ càng, phải gọn ghẽ, sạch sẽ. Em có mấy mối tình rồi em trai? Có 3 mối tình chính thức. Vâng. Mối tình dài nhất là bao lâu? Kéo dài tầm gần 2 năm ạ. 2 năm, mối tình thấp ít nhất là bao nhiêu lâu? Là mối tình thời sinh viên có 6 tháng đấy ạ. Những cái lần chia tay đó mình thiếu sót những gì? Có nghĩa là cái thời điểm quyết định thì mình không có quyết đoán, còn đắn đo. Còn gì tính thiếu quyết đoán trong tình yêu? Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi?
Em chưa có một mối tình nào cả. Em chưa có một mối tình nào cả. Thiệt không vậy? Trời ơi. Lý do là em tập trung vào công việc và em không có nhu cầu có bạn trai. Không có nhu cầu có bạn trai. Em thích rất nhiều người, gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy. Và cũng có khá nhiều người thích em. Nhưng em có quan điểm như thế này là yêu nhau á, em rất là sợ cái người, một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó. Nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia bạn muốn hẹn hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa? Em mong muốn điều này từ năm 2017. Có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không? Vâng, thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời. Quá vui đúng em, không? Em không muốn đi một mình nữa. Chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi, vâng. Nghe. Chào chị. Chào em. Trời ơi. Em quen quen ấy ha. Em với chị Vân thì gặp nhau cũng khoảng 2-3 lần. Có chương trình Xuân Phát Tài. Đó đúng và rồi. Em đó. Cũng làm tóc cho các nghệ sĩ ở trong đó. Đúng rồi đó. Bởi vì chị nói chị nhìn em là chị thấy quen quen. Vâng. Mà em thấy cái bạn bên đây nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Vâng. Đi phượt một mình. Em chỉ sợ là cá tính hơn em. Đó, nhưng mà có thể em đây là một cái chất xúc tác để em có thể viết được những cái kịch bản hoặc là những cái idea mới. Bạn trai có thích du lịch giống như bạn gái bên kia không? Em thì có sở thích là du lịch, mua sắm và ẩm thực. Đó, cũng thích du lịch nữa. Thích thì du đó. Lịch nhưng em không có du lịch phượt như vậy. Thế em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Thứ nhất là họ biết đối nhân xử thế. Ngoại hình thì em muốn sao? Em muốn một người phụ nữ ưa nhìn, làm sao tương đồng với cả bản thân em. À, cho tôi xem mắt đàn gái thế nào. Em chào anh Linh. Ôi, chào em gái. Dễ thương, xinh. Nhìn bạn này á, cái dáng bạn như là người mẫu đấy. Em cao 1m bao nhiêu vậy? 1m69,75cm. 1m69,75cm. Tức là 1m7 rồi đó. Tốt rồi đấy. Em muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Về tính cách là một con người sống cởi mở và có tấm lòng với tất cả mọi người, không có ích kỷ, phải có sự chủ động nhất định trong mối quan hệ với phụ nữ. Chủ động, cái điều mà ông luôn luôn ông khuyến khích các bạn đúng nam rồi. Đó. Yeah. Nãy giờ em nói những điều đó thì anh thấy chàng trai bên đây có đó. Anh ấy giao tiếp tốt nè, chủ động nè, nói chung con người cầu tiến và có khả năng phát triển kinh tế rất là tốt. Thôi bây giờ ta hỏi ý kiến người thân, sau đó thì mình sẽ cho hai bạn cho gặp các bạn gặp nhau đi. Em đi với ai vậy? Em đi với cậu ruột của em, anh trai và bạn. Xin mời nhà gái ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chia sẻ thêm là không những chỉ là Loan đã đi xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh mà, và việc Loan đi như vậy không phải là để đi chơi nó một cách vô bổ, là để khám phá đất nước Việt Nam như Loan lúc nãy nói, rồi là đi giúp đỡ những người khó khăn, rồi những hoàn cảnh như thế nào. Và đó là lý do Loan đã hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. Đó là một hành động rất là đáng quý của người trẻ. Và gần đây nhất thì Loan đã đăng ký với Bệnh viện Chợ Rẫy để hiến tạng. Tôi rất là trân trọng và luôn khích lệ cháu, và đó là cái điều tự hào của cháu đối với tôi. Thì tôi thấy giữa bạn Tiến Đạt và Loan đã có những chia sẻ và có những cái mà nó gọi là đồng thuận, có thể là bù đắp cho nhau. Thì hy vọng là các bạn cùng có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn, dẫn dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Bạn đi với ai? Em đi với cả rất nhiều người thân. Có chị con bác ruột này, có em con dì ruột. Và có cả một cậu em làm chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của khoa quản lý văn hóa. Là những đời sau, ngày xưa là em đời đầu, là những cái bậc tiền bối của các bạn. Thì hôm nay cũng đến để động viên tinh thần cho em. Tại vì là bị ế quá lâu rồi nên mọi người cũng mong là anh sớm lập gia đình. Rồi, mời đại diện gia đình nhà trai. Em xin được chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Em nghĩ là giữa anh Đạt và chị Loan rất là phù hợp với nhau. Như những gì mà chị Loan mong muốn về một người đàn ông, về một con trai thì anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời của sinh viên rồi. Cho đến bây giờ là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng cho các em ở trường hiện tại noi theo. Và cũng như là có một cái sự chân thành. Và em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt sớm bởi vì em đợi ngày này lâu lắm rồi. Cảm ơn trai. Đạt rất là cảm động luôn đó. Khóc luôn đó. Ồ, vậy hả? Khóc luôn đấy.
Sao vậy, hạnh phúc quá đúng không? Thấy gia đình hỗ trợ, động viên mình nhiều đúng không em? Tại vì là em rất bất ngờ, tại vì là khi mà mời mọi người đến để cổ vũ cho em, mọi người rất nhiệt tình đến. Tức là mọi người quý mình đúng không? Rất là thương mình, quý mình. Mình nghe được những cái lời rất là thật, mà những cái lời chưa bao giờ mình được nghe đúng không? Thấy ngăn nhò dòng nước mắt cảm động lại. Chúng ta hãy gặp nhau, có thể để cảm nhận tiếp, biết đâu chúng ta lại rơi nước mắt vì hạnh phúc thì sao? Ừ, đúng rồi. Nào. Chuẩn bị mở rào để những giọt nước mắt đó cho bạn Loan nhìn cũng được mà Đạt. Em khá là run. Không có run. Hơi bình tĩnh. Nãy mở cho lúc Đạt đang khóc đó để Loan nhìn thấy thương lắm. Ủa anh ấy đã khóc hả? Cô kia là có cá tính đó nha, ít khóc đấy. Wow. Em chào anh. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Em tặng. Đã cao còn mang guốc cao nữa, thành ra quá cao. Em tặng anh cây xương rồng ý nghĩa. Cây xương rồng khi nó đứng một mình hay là nó đứng cùng những cây khác thì nó đều rất là mạnh mẽ. Nó có, và cái này nó là hình cái móng rồng để tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông. Và em chúc anh cảm thấy tìm được một cái ý nghĩa gì đấy khi nhìn cái chậu cây này. Anh cảm ơn. Rồi mình mở cái quà của Đạt ra luôn đi. Quà em. Của anh gửi tặng em đấy là một bộ chăm sóc tóc. Cái sản phẩm nó rất là ý nghĩa với các công việc của anh. Dạ. Yeah. Wow. Tất cả những cái sản phẩm này cộng cả cái lược massage này thì em mỗi lần là gội đầu xong dùng lược massage thì sẽ thấy sảng khoái. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều, em rất thích. Giờ hai bạn ngồi nói chuyện với nhau đi. Mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau đi. Cho em hỏi là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ? Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Trước đây em học ở Hà Nội, em học ngoại thương Hà Nội, tức là ngành kinh tế. Sau đó em vào đây làm việc 3 năm. Từ bé là em đã định hướng vào Sài Gòn rồi. 2017 thì em lại chuyển ra Hà Nội vì một cái lý do gia đình thôi. Và năm nay thì em quyết định quay trở lại được 6 tháng và định hướng của em sẽ là ở Sài Gòn. Thực ra ấy, thì anh đi vào Nam ra Bắc rất là nhiều. Yeah. Và anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Tại vì ở nơi đó thì anh đã đi lên học tập và công tác ở đó suốt 16 năm rồi. Và anh thấy là cái môi trường đấy mình phát huy được cái khả năng của mình. Và nó cũng thấy cuộc sống nó chậm rãi và dễ sống hơn. Có nghĩa là anh sẽ không có ý định là sẽ vào trong miền Nam sinh sống. Vì là sự nghiệp của mình ở ngoài kia đúng không ạ? Anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm về công việc thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được. Nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Tính cách của em khá là hướng ngoại và có ít nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn á, từng ngày, những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về Đà Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó. Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội? Vâng, bố mẹ đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An. Thôi mình bỏ qua đi nha. Anh hỏi trước đi. Em muốn lập gia đình từ năm 2017, nhưng tại sao đến bây giờ mà em lại chưa lập gia đình? Vì em chưa cảm thấy tìm được đúng người. Có phải là em quá khó tính không? Không, em không có mong tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để mình dựa vào hay gì cả. Nhưng mà em cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ, để mình sống cùng họ hàng ngày. Thì vậy thôi, tức là giá trị về tinh thần. Như em, anh nói người đàn ông này có cả một cái chuỗi tóc ở Hà Nội. Bây giờ nãy có cả tiệm tóc ở thành phố Hồ Chí Minh nữa đó. Yeah. Bây giờ nãy chưa kể đấy. Anh có cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn đấy. Anh có quan điểm gì về tình yêu hôn nhân gia đình không? Ví dụ như bây giờ người ta đang hỏi rất nhiều về cái chuyện sống thử ấy. Thì anh nghĩ sao? Thì anh nghĩ là cái việc sống thử ở bây giờ thì nó cũng không phải quá gì khắt khe cả. Yeah. Với những người mà quan niệm như em ấy, thì người ta sẽ hạn chế ít dần đi. Em cứ hiểu, ví dụ như là ngày xưa mà ai mà có bầu mà trước khi cưới thì cả làng cả xã người ta đồn ầm lên là à cô này là không có chính chuyên mà ai lại đi ăn kem trước cổng như vậy thứ. Nhưng bây giờ ấy là những người nào mà có bầu trước
là bố mẹ, phụ huynh, tất cả mọi người đều mừng. À, đón về cái là được trâu đợn nghe luôn. Đấy, là người ta nghĩ thoáng rồi, ngay cả nông thôn thôi. Đấy, nên là anh nghĩ là em hãy thoáng hơn một chút trong qua tình yêu. Bây giờ thế này, em trai, thời gian không có nhiều đâu. À, em bước tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó tặng cô gái và nói lên tâm tư, những cái gì suy nghĩ trong lòng mình với cô gái. Mời em. Ok. Anh còn son, em cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được thành thân vợ chồng. Trở về vị trí các bạn. Dạ. Yeah. Nếu các bạn thật sự rung động và xem đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó, không chờ đợi gì cả. Em nói là em sẽ có theo chồng ra ngoài Hà Nội không, hay là bắt chồng phải vào trong Nam? Em mới trở lại được 6 tháng. Em đã ra vào 2 lần rồi nên em không muốn, em sẽ ở lại đây. Rồi, thôi thì 1, 2 và 3. Hết thời gian. Cả hai không bấm. Một cô gái cá tính, một chàng trai cũng cá tính. Em có thể, chúng ta có thể là những người bạn. Yeah. Anh nghĩ rằng là không có gì nó hoàn chỉnh cả. Chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng khi có tình yêu rồi, không ngại đường xa, có thể thay đổi cuộc sống, tất cả mọi thứ. Thế anh nghĩ chàng trai cũng đừng cứng nhắc trong câu chuyện đó nữa. Bởi tôi biết bạn ra vào thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là dễ. Và cô gái cũng có thể ra Hà Nội nếu như chúng ta yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Đừng cứng nhắc trong tình yêu các bạn nhé. Tôi chỉ có đơn giản một câu như thế thôi. Đừng cứng nhắc trong tình yêu, hãy cho mình một cơ hội. Rồi, đó là quyết định các bạn. Tôi tôn trọng điều đó. Vâng, thì vẫn nghĩ hai bạn này có một cái chọn lựa như thế là chính xác thực sự đối với hai bạn. Bởi vì Vân biết bạn Đạt, sự nghiệp của bạn Đạt, công việc của bạn Đạt ở ngoài Bắc rất là thuận lợi. Bạn Loan ở đây cũng vậy. Khi mà bạn nói cái câu này, khi mà bạn sống ở trong Nam, bạn được sống tận hưởng nhiều hơn và sống hết với cái tính cách của bạn. Bởi vì người miền Nam là có làm sao nói vậy người ơi. Đó là chính cái cơ hội mà các bạn đã mất đi. Tại sao chúng ta không xử lý mềm dẻo chút xíu? Chúng ta hãy tạo cho nhau cơ hội đi. Biết đâu được, cái gì cũng thể thay đổi cả. Trên trái đất này không có gì là không thể thay đổi cả. Nhưng mà vấn đề ở đây là hai tính cách đó là các bạn sẽ khác nhau. Thành ra là hai bạn giải quyết như vừa rồi tôi thấy là hoàn toàn chính xác. Và Loan rất là cởi mở tôi luôn. Tôi lại khác như bà mối, tôi thấy không chính xác. Em chỉ thấy tiếc là tại sao em không có gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Vì em đi khắp nơi ở Hà Nội. Rất ra tại sao các bạn không bấm với nhau? 38 Nguyễn Hồng thì gần Đại học Ngoại thương, rất gần Đại học Ngoại thương. Em làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không có chuyện nữa. Chúng tôi không cho nói chuyện với nhau nữa. Em rất hay đi mua đồ. Không cho nói chuyện nhau nữa. Thế mới nuối tiếc. Các bạn rất hợp với nhau, nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế? Tôi sẽ là người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện nữa. Tôi tiếc cho hai bạn lắm. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Đây là những món quà chúng tôi gửi tặng các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Mỗi người đi một đường đi. Hai người không đi chung một đường được rồi. Nào em gái, đi bên kia. Của nã nhiều quá đây.